Hello mọi người, hôm nay mình sẽ make một makeup look tương đối đậm và sắc sảo nha. Sau khi đã dưỡng da đầy đủ thì đến bước kem nền này. Mình chọn một loại kem nền không quá lệch tông da. Sử dụng khối dạng kem để khuôn mặt thêm góc cạnh và sau đó thì phủ phấn nhá. Lông mày của mình là dáng ngang nhưng hôm nay mình sẽ cố gắng để hơi cong một chút. Đánh một lớp nâu nhũ khắp bồ mắt và sau đó là highlight ở phần giữa mắt. Mình sử dụng một cây chì kẻ mắt kẻ một đường line hơi sách một chút. Sau đó mình kẻ luôn phần viền mắt dưới. Và để tạo hiệu ứng sâu hơn cho liner thì mình dùng phấn mắt màu đen rậm lên phần line nhé. Và đừng quên chuốt mi, kẹp mi để đôi mắt có hồn hơn nhé. Phần mắt của makeup look hôm nay đã khá là đậm cho nên mình tiết chế lại phần má. Và một thỏi son màu hồng đất nữa, xong. So beautiful, beautiful girl, so beautiful, all around the world, you're beautiful, you ready, let's go. All the beautiful girls, all the beautiful girls, you're my body and soul, take it all in wonderful, I love my beautiful girls. 你占满了我的整个世界，我在想念你那迷人声线，你的可爱，你的善良，就像一个太阳，照亮我的每一天。对你的爱不是一天两天，对你的思念也不会改变，把你纹在身上擦不掉，抹不掉，就是这样。 Relax, baby, baby, 跟我说 please, 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 please. 坐在沙发可以 kiss, 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 kiss. 拿出相机 let me see cheese, cheese. Alright, baby. 记住这是我们的秘密 我的家里 I used to believe We were burning on the edge of something beautiful Something beautiful Selling a dream Smoking mirrors keep us waiting on a miracle Món đồ ngon em thích uống, mấy người quá đáng lắm luôn.
gặp nhau làm sao anh ngủ. Ok, hôm nay mình sẽ nói chuyện rất là về cách mình kẻ lông mày nhé. Thì mình sẽ kẻ lông mày sau bước đánh đèn.